các nguồn năng lượng không vô tận. Có những nguồn năng lượng phải mất hàng triệu năm để hình thành. Thiếu hụt năng lượng đang là nguy cơ hiện hữu tại Việt Nam. Tiết kiệm năng lượng như điện, than, dầu khí giúp bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì năng lượng tương lai. Sử dụng một cách tiết kiệm, vừa đủ và hiệu quả nguồn năng lượng ngay từ bây giờ vì một tương lai bền vững. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang xem bản tin Năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh truyền hình VTC 14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay ngày 31 tháng 10 sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng. Chính phủ Việt Nam đã và đang xây dựng kế hoạch cho phép các thỏa thuận mua bán điện song phương từ năm 2020. Việc bắt đầu dự án thí điểm đã bị trì hoãn và hiện dự kiến vào quý 1 năm 2023. Chương trình chính thức sẽ khởi động vào năm 2025. Bộ Công Thương Việt Nam đặt mục tiêu mở cửa thị trường điện Việt Nam đối với các hiệp định mua bán điện song phương thông qua một chương trình thí điểm, lần đầu tiên cho phép các nhà máy điện năng lượng tái tạo bán điện trực tiếp cho các đơn vị tư nhân bán điện theo giao dịch ảo hoặc tổng hợp. Theo quy hoạch hiện hành, Công ty Năng lượng Nhà nước Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN độc quyền truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ điện và là người mua duy nhất trên thị trường. Chương trình được lên kế hoạch chạy từ năm 2022 đến năm 2024 với kế hoạch hiện chỉ đến quý đầu tiên của năm 2023. Chương trình chính thức theo kế hoạch thí điểm sau đó sẽ bắt đầu vào năm 2025. Tỉnh Quảng Ngãi thống nhất không tiếp tục đề xuất dự án điện mặt trời trên đầm An Khê vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra còn dự án nhà máy điện mặt trời đầm nước mặn An Khê 2 do công ty cổ phần Sistec Đà Nẵng đề xuất với quy mô 32,8 ha, công suất thiết kế 50 MW. Tổng mức đầu tư 981 tỷ đồng, thời gian hoàn thành đến quý 4 năm 2024. Đầm An Khê là một trong những điều kiện môi sinh quan trọng hình thành văn hóa sa huỳnh nên chủ trương này không nhận được sự đồng thuận từ người dân và các nhà nghiên cứu văn hóa. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định triển khai chương trình thưởng điểm cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh sử dụng tiết kiệm điện trong mùa đông năm nay. Theo đó, chính phủ Nhật Bản sẽ tặng điểm thưởng trị giá 1.000 yên, tương đương 164.000 đồng Việt Nam một tháng cho các hộ gia đình và 20.000 yên một tháng cho các cơ sở kinh doanh, cắt giảm ít nhất 3% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ năm ngoái. Số điểm thưởng này có thể được dùng mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ hoặc các mục đích khác. Thời gian áp dụng là từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Bên cạnh đó, các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh cũng được tặng thưởng với mức thưởng 40 yên, tức 6.500 đồng Việt Nam, cho 1 kWh điện tiết kiệm được trong giai đoạn chính phủ ban bố cảnh báo hoặc khuyến nghị tiết kiệm điện. Hiện nay, tỷ lệ công suất điện dự phòng của các công ty điện lực Nhật Bản vẫn ở ngưỡng trên 3%, mức thấp nhất để đảm bảo nguồn cung điện năng ổn định. Thủ đô Oslo của Na Uy đang trên đà trở thành thủ đô đầu tiên không có khí phát thải trên thế giới. Đó là nhờ hệ thống giao thông công cộng chạy hoàn toàn bằng điện. Để trở thành một thủ đô xanh của châu Âu, Oslo, thủ đô của Na Uy đã thúc đẩy việc thay thế các xe buýt truyền thống bằng 450 xe buýt chạy điện. Oslo dự kiến hoàn thành mục tiêu này vào năm sau, và mục tiêu lâu dài là trở thành thủ đô không phát thải khí đầu tiên trên thế giới vào năm 2030. Xe buýt điện giúp tiết kiệm chi phí khoảng 5% so với xe buýt chạy bằng nhiên liệu diesel truyền thống, giảm ô nhiễm tiếng ồn và thân thiện hơn với môi trường. Ô nhiễm không khí là một mối quan tâm lớn của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu lưu lượng ô tô bằng cách đầu tư mạnh vào giao thông công cộng cùng với điện khí hóa để giảm ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, hiện Oslo đã điện khí hóa hầu hết các phà chạy qua các vịnh hẹp. Những bước đi này của Na Uy diễn ra trong bối cảnh các thành phố lớn trên toàn thế giới đang nỗ lực cắt giảm khí phát thải để bảo vệ môi trường. Bản tin Năng lượng hiệu quả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.